Xin chào các bạn, chúng ta lại quay trở lại với bài học Deep Learning với Keras. Mình là Tuấn Anh, ngành kỹ thuật máy tính, trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên. Hôm trước chúng ta đã học các cái phần như sau, đó là mảng một chiều này, mảng hai chiều này, mảng ba chiều này, thì các cái quy ước về các trục của nó như thế nào này, và cách khởi tạo cái mảng này ra sao này. Về hôm nay chúng ta sẽ đi học tiếp đến cái phần cách lưu trữ vào vào ổ đĩa, lưu trữ một ma trận vào ổ đĩa. Thì ở đây tôi có cái folder đây, cái folder này hiện tại là folder này tôi đang lưu trữ như thế này, và hiện tại nó có ba cái file như thế này đấy. Thì tôi sẽ làm lần lượt cho các bạn thấy là hiện nay ở trên cái slide này của tôi, là ở trong cái notebook của tôi, là đang đang có một cái là khởi tạo biến A này với giá trị từ 0 đến 9 này, sau đó thì lưu nó vào là 0 0 my array. Tại sao nó 0 0 cho nó lên trên đầu ấy. Sau đó thì lưu cái biến A này vào, tức là mình lưu cái ma trận là cái vector A này này vào địa cứng, thì nó sẽ có tên như thế này nha các bạn nhé. Ở đây cái tên .npi thì mình không chỉ ra, nhưng mặc định là nó sẽ có, các bạn cho vào thì nó sẽ thêm một cái npi nữa. Thì ở đây mình sẽ chạy như sau này, chạy này đấy, chạy xong rồi nhé. Nó không có, nó chạy xong rồi cho nên nó ở đây nó không báo cái gì cả, bởi vì mình không cho hiện lên. Đây các bạn xem ở trong này nhé, hiện nay đang có ba cái này đúng không ạ, cho chạy này đấy, các bạn nhìn thấy này, đây nó xuất hiện thêm một cái file này đấy, 00 myArray.npi. Thế cái giá trị này bằng bao nhiêu, giá trị này bằng bao nhiêu thì các bạn thấy là hiện nay ở đây tôi cho cái hiển thị cái A này ra nhé, cái A này nó được khởi tạo từ đây mà, thì là giá trị từ đây là 0 đến 9 này đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ có là một cái khác là mình lưu vào rồi mà, cho nên bây giờ mình sẽ loát nó lên, loát lại. Đấy, thì cái F0 này của tôi là chưa có gì nhé. F0 này mà chạy là lỗi ngay này. F nhỏ. F0 này. Đấy, chưa, hiện nay F0 là chưa được khai báo. Thì bây giờ chạy cái này để dùng lệnh là np.loát này. Sau đó cái tên đầy đủ này, như ở đây nhé. Tên này, tên đầy đủ giống như lúc mình lưu, nhưng mà thêm một cái là .np thôi, xong chạy. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ in ra một ma trận giống hệt, tức là gì? Tức là nó đã lưu vào đĩa rồi, sau bây giờ mình loát lại để mình lấy. Thì cái này là một con số nhỏ, và hiện nay mình chạy trong một cái notebook ấy, cho nên là mình sẽ không cảm giác là có cái gì đặc biệt cả. Nhưng mà nếu như các bạn cần thì các bạn sẽ thấy là nó mình lần này chạy mình lưu vào là xong, lần khác lúc nào thì mình thích thì mình lại loát lên đấy, thì nó sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì là cái tính lưu vào của mảng, xong lưu một mảng vào xong loát mảng ra, có cấu trúc y xì luôn. Thế cái này là cái thứ hai, là tương tự này, là mình sẽ in cái này ra pp để in cái ma trận này ra này, sau đó pp cũng in cái ma trận này ra này. Các bạn thấy mình sẽ tạo ra một ma trận A, một cái mảng A và một mảng B nhé. Đấy, sau đó thì mình in thử cho các bạn biết giá trị hiện nay đang bao nhiêu. Cái phần bên trên này là lưu một biến một ma trận nhé, còn ở đây là mình lưu đồng thời một cái là hai biến luôn đấy, lưu vào hai biến này. Thì ở đây in ra cái pb thứ nhất ấy, nó in ra cái a lại bằng là cái pb thứ hai lại in ra cái b bằng giá trị như này. Ở đây mình lên mình lại xem lại, hiện nay thư mục nó đang có cái này nha, mình chạy mình loát lại cái này thì sẽ, các bạn sẽ thấy là nó thêm một cái array.npz ở đây nữa. Cái với cái hàm mà C và Z này thì nó sẽ là đưa đầy đủ tên ấy. Nó không giống như cả np.c vào đâu. Thì giống như tương tự như nãy ấy, thì mình có là np.loát array.npz, thì nó sẽ loát lại hai cái biến ở trong này, hai cái mảng này ở trong file file này này, nó lôi ra, lôi và đưa vào F. Thì cái F này này có thể là lúc trước mình lưu 2, 3, 4 mảng gì đấy, mình không biết là nó là lưu bao nhiêu mảng đúng không ạ. Thì cái số lượng mảng nó được tính bằng cái
f.file này, mình in cái f.file ra nhá. Sau đó mình in cái hai cái anh này ra. Đấy. PP là lệnh in ma trận mà. Thế sau đấy thì mình in ra này. Đấy, các bạn thấy là cái f.file thì nó là đưa ra là một list, trong đó các phần tử của nó là các nó quy ước ấy để gọi cái mảng lại, gọi mảng ra. Nhưng vì lúc trước mình lưu là AB, nhưng mà bản thân cái chương trình nó không biết là AB đâu, cho nên nó sẽ lưu lại là thành array 0 và array 1. Thì array 0, array 1, mình in cái f.file ra, thì sau đó mình copy cái này này, xong đưa vào trong cái f.file. Thì bản chất của cái này nó là như này. Đấy, thì nó là như này, thì nó là một ma trận rồi. Đấy, thì nó sẽ thứ tự của cái này này, 0 1 2 3 nó sẽ tương ứng với 0 1 2 3 ở đây. Thì đấy là phần lưu lưu ma một ma trận vào và lưu hai ma trận. Thì mình có là lưu cái file text vào nhá. Ở đây là mình lưu cái file text vào, thì file text sẽ được lưu bằng cách là np.save txt, sau đó thì tên của file text và cái ma trận đấy, và cái dấu cách ấy, ngăn ngăn cách của các cái phần tử trong cái mảng này là gì. Thì ở đây mình có là lưu vào, xong mình loát ra này. Ở đây p p bằng này. Xong tí mình in in thế này ra luôn a nhé. Hiện nay a đã có gì chưa nhỉ? Xem là a nó đang có gì nhé. Đây, a nó đang như này, mình lưu cái a này vào. P thì hiện nay chưa có, đúng không ạ? Đấy, p chưa có rồi. Thế sau đó thì mình sẽ chạy cái này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra một file là myarray.txt. Chúng ta quay lại phía bên trên này, chúng ta xem nó có file đấy chưa. Đâu đây, myarray.txt có rồi nhé. Có rồi thì bây giờ mình loát lại, mình loát lại vào biến p này này. Bây giờ ở dưới này mình in cái thằng p này ra. Đấy, các bạn thấy p này nó lại là một cái array. Đấy, y xì luôn nhé. Thì lưu lưu vào như thế. Còn nếu như lưu một một cái file text thông thường thôi thì không cần đến 5 file các bạn ạ. Python nó hỗ trợ rồi. Đấy, còn ở đây là lưu txt, vẫn là txt nhưng mà lại là lưu cả mảng. Thì ở đây mình sẽ, đây này, mình mở cái mảng myArray ra, các bạn sẽ nhìn thấy là cái biến a nó là 0 1 2 4 5 6 7 8 9, nó một số thực, nó lưu như này. Đấy, cách cách lưu của nó là như thế này. Đấy. Đấy là toàn bộ những cái liên quan đến lưu vào file nhé. Thì các bạn nghỉ ngơi chút, chúng ta sẽ quay lại trong phần bài học tới là với các kiểu dữ liệu, và lúc này bắt đầu liên quan đến cộng trừ nhân chia với toán học, với ma trận. Thank you.